Một bàn xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với chiếc xe em đã giới thiệu anh chị và các bạn đây là một chiếc Lexus RX 350 phiên bản N Sản xuất là 2020, xe nhập Nhật Bản Có ngoại thất là màu đen, nội thất da bò Hiện đang có mặt tại cửa hàng là Auto 31 Địa chỉ đơn vị là số 31 33 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho anh chị và các bạn Cả hạng mục xe không đâm va, không ngập nước bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Về tổng quan của chiếc xe thì nó trang bị rất nhiều tính năng an toàn như là hệ thống cam 360, cảm biến trước sau, rửa đèn pha, hệ thống đèn chiếu sáng thông minh cùng với rất nhiều các tính năng an toàn tích hợp à phanh ABS, EBD cũng như hệ thống cân bằng điện tử ở trên mẫu xe này thì rất nhiều để anh chị bạn trải nghiệm đầy đủ hơn. Em mời anh chị và các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe. Đây là những chi tiết về tổng quan về hệ thống sơn si, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ, có cảnh báo vừa trên gương. Và có trang tích hợp cam 360. Dọc thân xe thì với những đường gân dập đổi tạo hình lên chiếc xe trông nó thể thao. Và kiểu dáng của chiếc xe rất là sang trọng. Những đường LED của chiếc xe thì anh chỉ có thể tham quan cùng em. Mọi chi tiết vẫn giữ được độ nguyên bản. Xe thì chủ xe đi rất ít và giữ gìn cẩn thận. Đuôi xe thì sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn những tính năng an toàn cơ bản như hệ thống cảm biến, rồi là cam lùi, rồi là đèn phanh trên cao. Những chi tiết uh, đèn được tạo hình rất là tỉ mỉ trao chuốt từng chi tiết nhỏ, trông rất là bắt mắt. Hệ thống nippo uh, thể thao thì được cái ống xả đã được bị giấu bên dưới. Với những phần như là đường led về sơn si lên chị bạn này. cản sau của chiếc xe chỉ có thể tham quan với những chi tiết đường nét nó được thiết kế rất là phối hợp hài hòa và đây là những chi tiết về không gian uh, chứa đồ của chiếc xe khi gặp hàng cái thứ ba xuống nó sẽ tạo ra một không gian mặt phẳng chứa đồ rất là rộng rãi bác chủ thì cũng đã trang bị bộ thảm cao su rồi Đấy, những chi tiết để hệ thống uh, uh, Cốp này và có thể tham quan từ những đường uh, đinh tán rồi hệ thống keo chỉ vẫn còn nguyên bản. Sẽ có trang bị cả vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý. Nhiều chi tiết ly lông còn chưa bóc hết anh chị ạ. Để chi tiết đường LED để các bác có thể tham quan. Mọi chi tiết rất là đẹp. Hệ thống gập điện hàng ghế thứ ba và đây, đây là có trang bị các phím điều chỉnh điều hòa nhiệt độ ở hàng ghế thứ ba. Khi cần anh chị bạn chỉ cần bấm vào nút đây là sẽ dựng ngược lên thôi những chi tiết rất là hoàn hảo anh chị ạ. Nếu anh chị và các bạn cần xem thông số, thông tin của chiếc xe thì có thể truy cập ngay tại web autosehơi.com Tại đó thì em có cập nhật đầy đủ cho anh chị và các bạn thông tin về xe cũng như là các phiên bản đời xe để anh chị bạn có thể lựa chọn trong tuần tiền của mình. Ngoài ra nếu anh chị và các bạn đang có một chiếc xe cần bán thì em sẽ có hỗ trợ giúp anh chị bạn có thể bán nhanh nhất chiếc xe mình đang cần bán bằng cách là đăng ký thành viên sau đó đăng tin lên trên web em sẽ giúp anh chị và các bạn tiếp cận được tới những người mà đang có nhu cầu mua cái chiếc xe của anh chị và các bạn đây là những cái chi tiết về hệ thống cánh cửa của chiếc xe anh chị có thể tham quan này tap ly cánh cửa bọc da ốp gỗ rồi là có trang bị hệ thống rèm che lắng cũng như là bên trong đây thì sẽ có những tiện nghi là cửa gió điều hòa trung tâm ghế da trang bị ghế da đục lỗ thông hơi tạo sự thoải mái cho người ngồi bệ tỳ tay và cửa sổ trời không gian cái hàng ghế thứ hai thì rất là rộng rãi và thoải mái cái độ duỗi chân của chiếc xe thì cũng có thể mang đến cái sự thoải mái nhất cho người ngồi với phần cánh cửa thì nó sẽ có trang bị mở cửa thông minh Kia Go bốn cánh cửa và với phần cánh lái thì nó sẽ có những tính năng cơ bản như là hệ thống nhớ ghế cũng như là ghế điều chỉnh lên xuống kính chỉnh gương các phim bấm của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là rõ nét để anh chị bạn có thể thấy được và xe thì cũng có sử dụng các tính năng như hát kính sấy vô lăng cam 360 rồi đây là những cái chi tiết về tem mát của chiếc xe sản xuất là 2020 phiên bản nhập Nhật Bản Đấy. rồi là những phần chi tiết chất lượng cái lái và ghế phụ của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản anh chị nhé các bác có thể tham quan qua mọi chi tiết hệ thống tốt pass rồi những uh, các chế độ lái này phanh tay điện tử auto hold màn hình giải trí 12,3 inch vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng có lẫy chuyển số thể thao và có trang bị cảnh báo lệch làn đường cũng như là phanh khoảng cách để tổng quan chi tiết để bạn có thể tham quan không gian của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi và cái tầm quan sát tốt đây là những cái chi tiết về hệ thống máy móc của chiếc xe chị có thể thấy qua. Thì xe sử dụng là khối động cơ 3.5 cho cái khả năng vận hành, vận chuyển cũng như là các chế độ lái, cảm giác lái của chiếc xe. Thì nó cũng rất là tốt. Với chiếc Lexus RX 350 sản xuất là 2020. À, phiên bản N đương được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 3 tỷ 469 triệu Anh chị và các bạn đã có nhu cầu về mẫu xe này có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình Ta cùng trao đổi và nhận được cái giá tốt nhất Bên đơn vị thì còn rất nhiều các mẫu khác để anh chị và các bạn có thể lựa chọn Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ